Rồi, hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em có lên clip là ngày 23 tây tháng 2 em có lên là 3 phôi mai vàng, 1 phôi mai tứ quý và 1 cây mai tứ quý tàn khủng nè cô chú anh chị ơi. Chào bạn Kha. Xin chào cô bác anh chị nha. Rồi, hôm nay mình về bao nhiêu đây? 3 phôi. 2 phôi, 3 phôi mai vàng và 1 phôi mai tứ quý, 1 cây mai tàn tứ quý. Rồi. Rồi quay vòng báo thông số cây số 1 luôn Khai. Cây này hình nó quỳ quỳ quấy quái ha. Đây cái củ nó nè cô chú anh chị. Quay đi Khai. Cây này đẹp ha. Đây cái hình nó lắc lắc này cô chú anh chị. Quay tiếp đi em ơi. Đó. Rồi cho thông số Khai. Hoành 39. Rồi 39 hoành cho chú anh chị ơi. Rồi cao luôn Khai. Chiều cao 46. Rồi đường kính mặt bầu lên em ơi. Đường kính mặt bầu 42. 42. Rồi cái củ này coi. Đo nguyên cái củ rồi cưng. Củ nó 51. Củ 51. Rồi xin giá cây số 1 luôn Khai. Cây mai vàng số 1 này có giá là 1.800.000 bao ship toàn quốc nha cô bác anh chị. Rồi 1.800.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây lên cây số 2. Cái này lên cuối trời bỏ luôn. Rồi cây số 2 nó lên bằng quay. Cây số 2 khủng lắm nha cô chú anh chị. Cây số 2 cái dáng nó bye bye đây. Rồi cây số 2 nó lên bằng quay cô chú anh chị ơi. Cây số 2 tay cành rất là đẹp ha. Dáng bay rất là độc đáo luôn. Đúng thế luôn ha. Rồi quay một vòng đi Khai. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Tay cành đều gan ha. Cây này mới nói là độc đáo luôn. Quá đỉnh. Rồi quay cái bộ đế cho cô chú anh chị xem nè. Đó, cây dáng bay bay rất là đẹp ha. Rồi cho thông số Khai, gõ rồi Khai ơi. Quay xích qua đây nè. Quanh 42. Rồi 42. Có cái củ này to to hay cô chú anh chị. Chiều dài dáng bay nhiêu đây? Chiều dài dáng bay nó là 123. 123. Rồi đường kính mặt bầu luôn cưng ơi. Đường kính mặt bầu nó là 62. 62. Đo tổng cái củ rồi Kha. Củ này to to ha. Củ của nó là 59. Rồi vị trí thước này là 59. Quay vòng cái vị trí 59 đi Khai. Đó gì là 59 đó. Cây này nó có xù da me ha. Rất là già cây cây cô chú anh chị. Đây nó bể khúc này nè. Bể xù qua sân khúc này nè. Rồi quay một vòng nữa xin giá cây số 2 là cây mai vàng trắng bay. Cây mai vàng xù trắng bay này có giá là 12 triệu bao ship toàn quốc nha cô bác anh chị. Rồi 12 triệu bao ship toàn quốc luôn. Cây quá đẹp, giá quá hợp lý cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây lên cây số 3.
Rồi, cây số 3. Cây số 3 cắt lùng lực kìa cô chú anh chị ơi. Rồi quay quay đi Khai. Cây số 3 rất là đẹp ha. Cắt lùng lực lắm cô chú anh chị ơi. Vậy cô chú anh chị nào muốn ghép vô ghép ha, cái màu đế này cô chú anh chị. Cái cây này giá rất là mềm. Rồi, gõ này Khai cho thông số. Hoành 35. 35. Chiều cao 36. 36. Đường kính mặt bầu 55. 55. Rồi, xây vòng cho giá cây số 3 là cây mai vàng. Cây mai vàng số 3 này có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc nha cô bác anh chị. 1.400.000 bao ship toàn quốc cây số 3. Rồi, đổi cây lên cây số 4. Rồi, cây số 4 là cây phôi mai tứ quý nha cô chú anh chị. Đây cành đều. Cây này hôm trước có người chú ông chốt rồi xong ông bận công chuyện gì không có lấy cây được nên hôm nay em quay lại ha. Đó, cây tứ quý này đế rất là đều nghe cô chú anh chị. Cây này em bứng về được 3 ngày. Đặc biệt là cây tứ quý ghép rất là mạnh nghe cô chú anh chị. Đế đều tứ diện ha. Đế rất lực. Đây tay cành là cô chú anh chị ơi. Tay cành rất đều ha. Rồi cho thông số Khai. Hoành 35, 34. Hoành 34. Rồi. Chiều cao luôn. Cây này cái củ rất là bự nghe cô chú anh chị. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Đường kính mặt bầu luôn cưng ơi. Đường kính mặt bầu 45. Rồi. Cái củ nè. Nguyên cái củ coi. Cái củ của nó là 66. Củ 66 ngay vị trí thước đó ha. Để cái thước quen vòng cái vị trí 66 coi. Rồi. Rồi báo giá cây mai tứ quý luôn Khai. Cây số 4. Mai cây mai tứ quý này có giá là 6.500.000 bao ship toàn quốc nha cô bác anh chị. Rồi, 6.500.000 bao ship toàn quốc. Rồi. Đổi cây, tới cây số 5 là cây mai tứ quý. Cây tứ quý tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Chiều cao thì nó trên 3 m. Ngang thì nó cũng tầm 3 m. Đó, tay cành tàn rất là tròn nha cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là cây này chỗ bông quanh năm, tứ quý mà. Tứ quý là chỗ bông quanh năm nha cô chú anh chị. Đây, bông nó màu đỏ và màu vàng ha. Đây, quay cái tay cành cho cô chú anh chị xem, cái xương nó dày đặc luôn. Không thiếu một lỗ nào chưa ha. Xương cành dày đặc luôn. Cây này bộ tàn mà ai che là cho không luôn. Bộ tàn rất là đẹp. Ta để trong đây không có quay, không để lên bàn quay, quay bộ tàn cho cô chú anh chị xem được. Bộ tàn rất là tròn luôn, không có bị thiếu một lỗ nào hết trơn. Rồi, tiến tới quay bộ đế cho cô chú anh chị xem. Ánh nắng quá khó, hơi khó quay, nó bị chói á. Cây này có cái củ rất là to nghe cô chú anh chị. Cưng lấy hai tay cưng ốm vô cái củ cái Khai. Củ dữ lắm nghe cô chú anh chị.
cũ khủng à. Rồi cái cũ cái ra. Rồi cái cũ ngay vị trí này là 77. Rồi để thước nha. Quay một vòng vị trí 77 cho cô chú anh chị xem. Cũ khủng nghe cô chú anh chị. Đo cao trên mặt đất chưa đụng đất nữa ha. Rồi đo hoành thân luôn khai. Thứ quý khủng. Hoành thân 50. Hoành thân 50 cứ đo đại cao lên trên đi khai. Cao lên trên là nhiêu? 49 phải không? Rút thước thẳng vô. 49. 49. Rồi ngay vị trí 49 để thước đó đi. Cây rất là năng, rất là lực nha cô chú anh chị. Rồi đặc biệt là cây này, cây mai thứ quý có 4 thân luôn. Tứ thân luôn. Tứ quý 4 thân. Nó quay rõ cái bộ đế cho cô chú anh chị xem. Quay đường kính mặt bầu luôn khai. Đường kính mặt bầu nó là 75. 75. Hoành 49. Cái cũ 77. Cao 3 m, ngang 3 m. Rồi xin giá cây mai tứ quý cuối cùng luôn khai. Giá là 25 triệu bao ship toàn miền Nam nha cô bác anh chị. Rồi 25 triệu bao ship toàn miền Nam. Rồi chào cô chú anh chị đi Kha ơi. Xin chào cô chú anh chị. Rồi hẹn gặp lại clip sau nha.